mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm Hậu Đồng Chứng Minh, Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa, Hậu Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hệ Phái, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử. Để cho buổi lễ truy niệm và cung tiễn Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng đến nơi trà tỳ diễn ra được thập phần viên mãn, giờ này chúng con đầu thành bái thỉnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và mời toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm an tọa. Xin Chư Tôn Đức Tăng Ni, đại chúng cùng toàn thể nam nữ Phật tử chúng ta hoan hỷ đứng nguyên để cùng làm lễ tưởng niệm. Xin Chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chôn sâu giấc mộng mù khơi, bể dâu xin trả cho đời si mê. Ngủ yên dưới cội bồ đề, mặc cho cơn căn thể trở về hư vô. Kính bạch Chư Tôn Đức, sau 93 năm trụ thế, 60 năm cống hiến cho đạo pháp và chúng sinh, Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên, Pháp Tử Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, nguyên Viện Trưởng và Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, nguyên Trưởng Giáo Đoàn 4 Hệ Phái Khất Sĩ Khai Sơn Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ, Ngài đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho đạo pháp và chúng sinh. Nay hóa duyên đã mãn, Hòa Thượng đã xả báo an tường thu thần thị tịch. Vào lúc 10 giờ 30 tối ngày mùng 3 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi tại Hoa Kỳ, lễ tang của Đại Lão Hòa Thượng được cử hành tại Viện Truyền thống Minh Đăng Quang tại Hoa Kỳ. Sau đó, môn đồ Pháp Quyến cung thỉnh nhục thân của Đại Lão Hòa Thượng về tại Pháp Viện Minh Đăng Quang để tôn trí tại Pháp Viện Minh Đăng Quang cho Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, cho Tăng Ni Phật tử khắp nơi đến kính viếng đảnh lễ cầu nguyện giác linh Đại Lão Hòa Thượng. Từ ngày mùng 4 tháng 7 năm Ất Mùi cho đến hôm nay ngày mùng 8 tháng 7 năm Ất Mùi, nhằm ngày 21 tháng 8 năm 2015, Ban tổ chức lễ tang và môn đồ Pháp Quyến long trọng cử hành lễ truy niệm, sau đó di quan cung tiễn Kim Quang Đại Lão đến đài hỏa táng tại Nghĩa Trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức lễ tang đầu thành đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hội đồng Chứng Minh, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hội đồng Trị Sự, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam các tỉnh thành, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 24 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và kính thỉnh toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni
và mời các Phật tử xa gần đồng quang lâm để cầu nguyện trong lễ tri niệm hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, trong bầu không khí trang nghiêm, thấm đượm ân tình, ban tổ chức lễ tang xin được cử hành lễ tri niệm với nội dung như sau. Giới thiệu thành phần tham dự cung tuyên lược sử tưởng niệm. Lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, điếu văn của hệ phái khất sĩ Việt Nam, lời tưởng niệm ân sư của môn đồ Pháp Quyến, sau đó là lời cảm tạ của ban tổ chức và thực hiện nghi lễ di quan. Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm hôm nay, chúng con được vinh dự cung đón Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Nhường, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo phẩm Chứng minh Hệ Phái. Chúng con vinh dự cung đón Chư Tôn Đức, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Viên Giác, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Tường, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con được vinh dự cung đón Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đạo Hiệu Thích Thiện Pháp, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Đạo Hiệu Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Đạo Hiệu Thích Thiện Tánh, Chư Tôn Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Đức Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con cũng được vinh dự cung đón Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Trưởng Ban Pháp Chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng Tòa Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức, lãnh đạo các ban trị sự Phật giáo, các tỉnh thành, các quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cũng được vinh dự cung đón Chư Tôn Đức, đại diện các ban ngành viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành Trung ương, các ban ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hệ Phái, Chư Tôn Đức Ni Giáo phẩm Ni Giới Hệ Phái, Chư Tôn Đức Đặc trách Ni Giới Hệ Phái tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ Trì Trụ Sứ các tự viện Tịnh Xá Tịnh Thất Niệm Phật Đường ở các tỉnh cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoan hỷ quang lâm tham dự. Và ban tổ chức cũng được vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Thanh Xuân, Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng đã hoan hỷ quang lâm tham dự. Và ban tổ chức cũng được hân hạnh đón tiếp quý vị đại diện cho Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị khách quý trong đoàn đã hoan hỷ quang lâm tham dự. Xin được hân hạnh cung đón quý vị đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh, quận 2 và phường sở tại đã hoan hỷ quang lâm tham dự. Xin được chào mừng toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử khắp các tỉnh thành trong cả nước
đồng đến tham dự lễ tưởng niệm và di quan hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, để tưởng niệm ân đức một đời Đức Đại Lão Hòa Thượng đã cống hiến cho đạo pháp và chúng sinh, giờ này trong buổi lễ truy niệm, xin cung thỉnh Hòa Thượng đạo hiệu Thích Giác Toàn, trưởng ban tổ chức lễ tang, thay mặt môn đồ pháp quyến và tứ chúng cung tuyên lược sử tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời chứng minh. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang chứng minh. Kính lạy Nhị Tổ Giác Chánh và Giác Linh, các Đức Thầy, trưởng các giáo đoàn Tăng, các giáo đoàn Ni. Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm, lãnh đạo tinh thần, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Chủ tịch và chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương và Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư Tôn Đức Giáo phẩm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận chứng minh. Kính bạch Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, kim Ủy viên Giám luật và chư Tôn Đức Giáo phẩm, Tăng và Ni hệ phái khất sĩ, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo đại diện các cơ quan chức năng, thành phố trung ương, thành phố và quận phường địa phương. Kính thưa toàn thể chư Tôn Đức Giáo phẩm, Tăng, Ni trụ trì các tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất hiện diện. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay trước giờ cung tiễn Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng ân sư của chúng con, chúng con xin phép được thay mặt ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến trong và ngoài nước hiện diện trong buổi lễ hôm nay, xin được thành kính cung tuyên tiểu sử tóm lược của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa chư liệt vị, lược sử Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Một, thân thế thời niên thiếu. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Văn Ất, tự Thành Được, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1923 tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, thuộc miền Tây Nam Bộ. Ngài là người con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Hữu Quần, pháp danh Thiện Đức. Thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Sang, pháp danh Phước Ngọc. Một gia đình có nề nếp lễ giáo thuần hậu thiền lương hiền lương. Thuở nhỏ vừa lên 8 tuổi, thân phụ qua đời, ngài được thân mẫu dẫn dắt đi chùa lễ Phật, cầu thọ quy y và được Tôn Sư Minh Trí ban cho pháp danh Minh Châu. Ngài rất hiếu học và nhờ căn tánh thông minh nên ưa thích tìm đọc các sách truyện viết về các bậc thánh hiền, danh nhân kim cổ. Hai, nhân duyên xuất gia và hành hạnh du tăng khất sĩ.
Năm lên 16 tuổi, Ngài lại được gặp Hòa Thượng Thích Minh Phụng, cầu học giáo pháp, tu tập và được Hòa Thượng ban cho pháp danh Tánh Chơn, hiệu Minh Tâm, thuộc dòng phái Thiên Thai, Thiền Giáo Tông. Từ đó, đạo tâm hướng Phật mỗi ngày mỗi thêm tăng trưởng. Đầu năm 1952, Pháp Duyên Tụ Hội, Hòa Thượng được diện kiến Tổ sư Minh Đăng Quang đang vận chuyển bánh xe Pháp, thực hành tứ y Pháp trung đạo với chí nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp ngang qua vùng miền Tây sông nước Cần Thơ Ô Môn. Sau khi nghe diệu pháp chân lý từ Tổ sư, Hòa Thượng nghe lòng mình bừng ngộ, chí thành đảnh lễ Tổ sư, cầu xin xuất gia đầu Phật, thọ học theo hạnh Du Tăng Khất Sĩ và được Tổ sư thâu nhận thọ ký pháp danh là Giác Nhiên. Đến rằm tháng 2 năm Quý Tỵ 1953, Hòa Thượng được Tổ sư truyền thọ y bát giới Sa Di tại tỉnh Xá Ngọc Phiên, Vĩnh Long. Từ đây Hòa Thượng được theo hầu Tổ sư học đạo và hành đạo khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, Tổ sư Minh Đăng Quang trước khi vắng bóng đã phó chúc giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ cho trưởng lão Giác Chánh làm đệ nhị tổ, kế thừa đạo nghiệp Hoằng Dương Chánh Pháp. Đến ngày rằm tháng 7 năm Ất Mùi tại tỉnh Xá Ngọc Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, Hòa Thượng được Đức trưởng lão nhị tổ chứng truyền y bát cụ túc giới tỳ kheo, trở thành bậc sa môn phạm hạnh, thực hiện sứ mạng thiêng liêng, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, ba thành lập giáo đoàn 4 và hoằng pháp độ sinh, thành lập giáo đoàn 4. Sau ngày tổ sư vắng bóng, giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ do Đức trưởng lão nhị tổ Giác Chánh làm trưởng đoàn, tiếp nối công hạnh tổ sư, hướng dẫn giáo đoàn đi hành đạo để hoằng dương Phật pháp. Sau mùa tự tứ Vu Lan năm 1978, Ngài chủ động phó chúc trách nhiệm lãnh đạo tinh thần trưởng và phó trưởng giáo đoàn 4, đồng thời chỉ định bổ sứ Thượng tọa Giác Phúc trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quận Thủ Đức, nay là quận 2, Đại đức Giác Toàn trụ trì tỉnh sát trung tâm, quận Bình Thạnh, và đồng thời có trách nhiệm đại diện các mặt đối ngoại của Giáo hội Tăng già Khất Sĩ Việt Nam, tức là hệ phái Khất Sĩ và giáo đoàn 4 hiện nay. Tháng 9 năm 1978, bằng tấm lòng hiếu kính, Ngài chí thành đảnh lễ tri ân tổ tiên, thầy tổ trên quê hương thân yêu và bắt đầu thực hiện tâm nguyện du hóa hoằng pháp phương xa. Trong hơn 25 năm đầu hành đạo tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Pháp Sư đã nương theo pháp duyên trần thế, với năng lực vốn có, căn tánh sâu dày, tinh thần từ bi hỷ xã và đạo đức nhân nghĩa hiền hòa ngàn đời của tổ tiên dân tộc, Ngài đã thân lâm tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ Hoa Kỳ đến Canada, Úc Châu và Pháp Quốc, vân vân. Đặc biệt là những phương xứ có cộng đồng người Việt cư trú, để chia sẻ, chan hòa, cảm hóa, xoa dịu từ tinh thần đến vật chất đối với những tâm hồn bất hạnh, những đồng đạo, đồng hương, chúng sanh thân thương trên thế giới ta bà vốn vĩ nhiều bi thương, khổ lụy và vô thường vô ngã này. Song song tâm nguyện thuyết giảng kinh pháp, phiên tu phiến thiện, ấn tống kinh sách, băng đĩa và thực hiện nhiều chuyến cứu trợ quỹ lạo cho đồng bào đạo, đồng hương, đồng bào cơ nhở, từ năm 1980, Hòa Thượng Pháp Sư đã đứng ra xin phép và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất Sĩ Thế giới, do Ngài làm Pháp chủ cho đến Ngài viên tịch. Cũng chính trong thời gian này, Hòa Thượng Pháp Sư đã trực tiếp xây dựng và chứng minh cho chư tôn đức tăng ni đệ tử thành lập nhiều chục ngôi tịnh xá đạo tràng, thiền viện, tu viện tại các quốc độ mà Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất Sĩ Thế giới hải ngoại đã hiện diện hoằng hóa. Từ khi có đầy đủ cơ sở pháp nhân, pháp lý, Ngài đã đứng ra bảo lãnh cho nhiều tăng ni từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để hỗ trợ tu học hoằng pháp. Sau hơn 30 năm
hành đạo tại hải ngoại. Thế hệ đệ tử đầu của Hòa Thượng tại hải ngoại đã viên tịch có các vị Giác Khoa, Giác Ngợi, Minh Tồn, vân vân. Các đệ tử hiện hữu tại Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Canada có các Hòa Thượng Minh Tuyên, Minh Hồi, Minh Thiện, Giác Tùy, Minh Ẩn, Minh Đạo, Minh Phước, Minh Huệ và Chư Ni, vân vân. Huệ Đăng thời kỳ hoằng pháp tại hải ngoại, công trình năm công trình biên soạn, sáng tác và ấn tống pháp bảo nhằm thực hiện tinh thần định hướng Việt ngữ hóa kinh sách truyền bá chánh pháp của tổ sư Minh Đăng Quang. Năm 1957, giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ trong buổi đầu mới hình thành nên Hòa Thượng Pháp Sư có thời gian về tịnh tu tại núi Ông Tiêu gần tổ đình Thiên Thai do Đại Lão Tổ sư Huệ Năng khai sơn trụ xứ Hoằng Hóa. Tại đây Hòa Thượng Pháp Sư đã đến tổ đình chiêm bái, đảnh lễ giác linh tổ sư Huệ Đăng và xin phép chư tôn đức thừa kế được kết hợp các bản kinh công phu hàng ngày bằng Việt ngữ, thể loại văn dần do tổ sư chuyển dịch và làm thành quyển nghi thức tụng niệm để tăng ni Phật tử hệ phái Khất Sĩ thọ trì tụng đọc cho đến ngày nay. Từ những năm đầu thập niên 1960, Hòa Thượng Pháp Sư đã đứng ra vận động thực hiện in lại bộ chân lý với đầy đủ 69 tiểu luận mà trước đây chỉ ấn tống từng quyển mỏng, nay lần đầu tiên kết tập trọn bộ để dâng lên tưởng niệm ân đức tổ sư Minh Đăng Quang. Trong thời kỳ này, Hòa Thượng Pháp Sư cũng đã thành dành thời gian sáng tác biên soạn các tập sách thơ văn để ấn tống hoằng pháp như Pháp Môn Tọa Thiền, Ánh Nhiên Đăng, Thương Nhớ Mẹ Hiền, Tiếng Lòng Người Hiếu Tử, in chung với các tác phẩm Kệ Pháp Bảo Kệ, Pháp Bảo Kệ do Chư Tăng Ni Khất Sĩ đồng sáng tác. Về sau, các tập này được in chung có tựa là Tứ Kệ Tĩnh Tâm. Trong hơn 30 năm hoằng pháp tại hải ngoại, Hòa Thượng Pháp Sư đã sáng tác, biên soạn và ấn tống các tác phẩm Trai Giới Trường Sinh, Tư Tưởng Siêu Nhân, Lợi Hại của Chữ T, Diệu Lý Đông Phương, Diệu Lý Pháp Đăng, Diệu Lý Minh Quang, Diệu Lý Tâm Kinh, Diệu Lý Phá Mê, Diệu Lý Viên Thông, vân vân. Ngoài ra, Hòa Thượng Pháp Sư cũng còn chứng minh cố vấn thực hiện bộ Đại Từ Điển Phật Học và bộ Phật Pháp Căn Bản Bằng Song Ngữ Việt Anh do Phật tử giáo sư Thiện Phúc biên soạn và ấn hành tại Hoa Kỳ để phổ biến Hoằng Hóa. 6. Những khoảnh khắc và những dấu ấn thiêng liêng, những khoảnh khắc đạo tình. Năm 2001, lần đầu tiên sau hơn 25 năm rời xa quê hương, Hòa Thượng Pháp Sư đã về thăm lại Việt Nam, thăm viếng chư tôn đức tăng ni Phật tử và thực hiện chuyến công tác từ thiện xã hội từ Nam ra Bắc. Cùng lúc, Ngài đã hướng dẫn tăng ni Phật tử hải ngoại hành hương, chiêm bái, thăm viếng các di tích, thắng tích, các tổ đình và lam Phật tích, các bảo tháp cổ kính của chư vị tổ sư Phật giáo thời Lý Trần với nhiều cung bậc cảm xúc thân thương và đạo vị thiêng liêng. Năm 2006, trong mùa đại lễ Phật Đản Phật lịch 2550, Hòa Thượng Pháp Sư đã về chứng minh lễ đặt đá Đại Trùng Tu Pháp Viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nơi Ngài đã dành nhiều tâm huyết khai lập đạo tràng. Năm 2008, đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Việt Nam. Sự hiện diện của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư trong ngày đại lễ này đã thể hiện sự gắn kết đạo tình Linh Sơn Pháp Lữ với hơn 70 nước Phật giáo trên thế giới tham dự. Sau đó Ngài về lại miền Nam thăm viếng chiêm bái đạo của tổ sư Minh Đăng Quang, và cũng lần này Ngài đã lưu lại cho chư tăng ni Phật tử tại tỉnh sách trung tâm đạo tràng chùa
những thời pháp thoại vô cùng cao quý, tràn đầy đạo tình, đạo vị, xúc cảm, thân thương. Năm 2009, dù đang có bệnh duyên, Đại lão Hòa thượng Pháp sư vẫn cố gắng Quang Lâm chứng minh, tham dự đại lễ tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại tỉnh Xá Ngọc Quyển, Biên Hòa, Đồng Nai, và sau đó chứng dự lễ khởi công Đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang. Năm 2014, dù bệnh duyên mỗi ngày mỗi nặng hơn, nhưng Đại lão Hòa thượng Pháp sư vẫn cố gắng về chứng minh, tham dự đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Pháp viện Minh Đăng Quang và lưu lại nơi đây tròn một tháng, được xem như là lần gắn kết sau cùng những dấu ấn thiêng liêng. Trọn cả cuộc đời tu học, hành đạo và du hóa độ sanh, Đại lão Hòa thượng Pháp sư đã thực hiện không biết bao nhiêu chuyến công tác từ thiện xã hội dành cho những người có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Ngài cũng đã in ấn, sao chép, ấn tống không biết bao nhiêu là kinh sách, băng đĩa đến với bá tánh cư gia, đồng thời đứng ra xây dựng và chứng minh xây dựng hàng trăm ngôi đạo tràng, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh thất từ trong nước đến hải ngoại. Nhưng có một điều hết sức đặc biệt và không thể ngờ là những cơ sở mà Đại lão Hòa thượng trực tiếp xây dựng và kể cả những tịnh thất ngài an trú hành đạo thì như là một mặc định tri túc từ trong tiềm thức. Dù đi đâu, ở đâu, ngài luôn chủ trương không xây dựng đồ sộ nguy nga tráng lệ, từ hình thức kiến trúc bên ngoài đến trang trí nội thất bên trong. Tất cả đều trung bình, vừa phải, vừa đủ trong nếp sống sa môn. Một thực tế ít người nghĩ đến, nhưng đã là như vậy. Dấu tích ngôi tịnh xá Minh Đăng Quang, nơi ngài ấn định là viện truyền thống khất sĩ tại hải ngoại California, Hoa Kỳ, từ khi ngài đến và từ biệt ra đi hơn 30 năm gần như không thay đổi, vẫn như ngày nào hiện hữu, bình dị, trang nghiêm. Phần 7, những năm tháng cuối đời và viên tịch. Sau hơn 90 năm hiện thế, hơn 60 năm hoằng pháp độ sinh, chu du bốn biển năm châu, thân tứ đại quyển mộng của Đại lão Hòa thượng Pháp sư bắt đầu hiện tướng suy mòn và như một cổ xe cũ kỹ. Tháng 9 năm 2006, trong một chuyến đi hành đạo Canada về lại Hoa Kỳ, ngài thọ bệnh tai biến kéo dài tròn 9 năm 2006-2015. Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Tử, đệ tử, chư thiện nam tín nữ cận sự gần xa hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc các bác sĩ, y sĩ, các bệnh viện, chuyên khoa nổi tiếng mà Hòa Thượng đã được chữa trị hết lòng, đã nhiều lần thuyên giảm, nhưng rồi cũng đến lúc dừng nghỉ theo định luật vô thường của kiếp sống nhân sinh. Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư đã yên nhiên xả bỏ báo thân viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 năm Ất Mùi tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Nam California, Hoa Kỳ, trụ thế 93 năm, hạ lạp 60 năm. Lễ nhập kim quang và tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm trọng thể tại Viện Truyền thống Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ. Đại lão Kim Quang Đại lão Hòa thượng Pháp sư được cung tiễn từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Ngày 16 tháng 8 2015, chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử cung đón Kim Quang Đại lão Hòa thượng từ sân bay Tân Sơn Nhất về tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nơi đây, để cử hành lễ viếng tưởng niệm từ ngày 17 đến 20 tháng 8 năm 2015, tức mùng 4 đến mùng 8 tháng 7 năm Ất Mùi. Sáng nay, ngày 21 tháng 8 2015, nhằm mùng 8 tháng 7 năm Ất Mùi, chư Tôn Đức Tăng Ni, lãnh đạo giáo hội và hệ phái cử hành lễ truy niệm cung tiễn Kim Quang Đại lão Hòa thượng Pháp sư
đến đài Hỏa Táng Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh làm lễ trà tì. Xá lợi Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư được tôn thờ tại Bảo Tháp Tỉnh Sách Trung Tâm, quận Bình Thạnh và Pháp Viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, cùng các tỉnh xá thiền viện hải ngoại được Ngài di chúc. Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư là biểu tượng của sự tinh cần tu tập, dấn thân hành đạo, thuyết pháp độ sanh, sự giả từ quyển thân tứ đại, cao đăng Phật quốc của Ngài là điều tất yếu, nhưng đã để lại cho hàng pháp tử, môn đồ đệ tử cùng pháp lữ trong nước và hải ngoại niềm kính thương vô hạn. Dù đi khắp bốn phương trời, trăm năm dừng nghỉ về nơi quê mình. Quê mình sông nước hữu tình, non cao biển rộng, tâm linh rạng ngời. Nam mô Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên Thủy Từ chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, toàn thể đạo tràng đã lắng nghe tóm tắt đôi dòng tiểu sử của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Hơn 93 năm trụ thế, hơn 60 năm hoằng truyền giáo pháp từ trong nước cho đến các nước trên thế giới. Ngài đã nỗ lực một cách kiên trì, dũng mãnh, tinh tấn không mòn mỏi. Quả thật, Đức Hoằng Pháp Tô Son Kinh Điển, Công Độ Sinh Tạc Đá Sơn Hà. Hôm nay, ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến cũng được vinh dự cung đón Hòa Thượng Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức tại Úc Châu, và Chư Tôn Đức trụ trì các tự viện tịnh xá tại các nước Hoa Kỳ, Canada, Úc và các nước châu Âu đã hoan hỷ về tham dự. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, trong giờ phút trang nghiêm cung tiễn Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng đến đài Hỏa Táng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Quan Lâm để chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm. Giờ này để tiện tưởng niệm công đức một đời Đức Đại Lão Hòa Thượng cống hiến cho đạo pháp và chúng sinh, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt Chư Tôn Đức Giáo phẩm tuyên đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tôn Giáo phẩm hệ phái khất sĩ thành viên trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp giáo hội. Kính thưa Chư Tôn Giáo phẩm trong môn đồ pháp quyến của Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Nhiên. Kính thưa Giác Linh Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ, Nguyên Giáo đoàn trưởng Giáo đoàn 4 Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, thành viên sáng lập Pháp viện Minh Đăng Quang và Tỉnh xá Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ. Kính thưa Giác Linh Hòa Thượng, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành lễ cung tống Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng đến đài Hỏa Táng Phúc An Viên cử hành lễ trà tì, chúng tôi xin được phép thay mặt Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Giáo phẩm hệ phái khất sĩ thành viên trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tình linh sơn pháp lữ của ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng tăng ni Phật tử Việt Nam xin có đôi lời tưởng niệm. Trời đất Cần Thơ còn in bóng, dòng nước Hậu Giang vẫn xuôi dòng, trung tâm
pháp viện còn lòng lộng, mãi mãi sáng ngời diệu pháp thân. Phật sử kính ghi gương đạo hạnh, thế gian còn nhớ mãi bóng dân nhân. Thực vậy, từ pháp giới hiện thân hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông hậu thao thao dòng Phật thủy, trời ô môn gió quyển hương từ. Đồ đến độ nhân duyên hội đủ, theo tổ sư quyết chí sức trần. Mảnh ca sa bình bát một thân, hạnh trì bình du tăng khất sĩ. Tăng vô nhất vật hạnh nguyện ba đời. Pháp giới là nhà, chúng sinh là quyến thuộc. Quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn hương cất bước tung rải trăm hoa, giáo pháp Thích Ca hoằng truyền nhân thế. Đạo hoàng một thở kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh tổ sư truyền trì tổ đạo, làm cho tổ ấn tăng quang đạo hoàng sáng lạng. Tứ chúng đồng tu lục hòa cộng trụ, một cây sáu nhánh bung trai xum xê, làm thêm hương thêm sắc cho vườn hoa đạo Phật Việt Nam. Hơn một nửa miền Nam đất Việt, giáo pháp hoằng truyền chúng sinh an lạc. Đạo thể vuông tròn giữ giả sắc son, tâm hồn vô ngã, từ bi hỷ xả nhiếp hóa chúng sinh. Trọn một đời giữ vững chữ thiền, suốt một kiếp duy trì chữ nhẫn. Thể nhập chân như ban rải lòng từ, tiếp tăng độ chúng lợi lạc vô cùng, an lành trong chánh pháp, giải thoát trong việc làm vô vi tự tại. Từ vùng đất Xài Thành qua lệ Hòn Ngọc Quyển Đông, cho đến hải ngoại bao la trời xanh biển rộng, đất nước quê người hoằng truyền chính pháp trên đất cờ hoa. Như cổ đức đã nói, gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, ở nơi đâu chẳng phải nhà ta, tùy duyên quá độ xa bà, vườn hoa đạo pháp nở hoa bốn mùa. Với ân đức trang nghiêm giải thoát trí huệ duyên dung, mỗi lời nói của hòa thượng là những đạo từ thâm thí, mỗi cử chỉ khoan thai trên từng cương vị lãnh đạo giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam, giáo đoàn trưởng giáo đoàn 4, viện trưởng viện hành đạo giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam, nguyên pháp chủ giáo hội tăng già khất sĩ thế giới, sáng lập trung tâm và pháp viện Minh Đăng Quang, vân vân. Hòa thượng luôn luôn từ hòa hỷ xả là những hình ảnh giải thoát bất diệt của đạo pháp. Hòa thượng cũng đã đăng đàn thuyết pháp, thế giới khai tâm mở trí, thế độ dẫn đường cho những đàn hậu học xuất gia, tại gia trở thành những người hữu ích cho đạo pháp và xã hội một cách tích cực. Và hòa thượng cũng luôn luôn hướng về quê hương đất nước Việt Nam, làm các công tác từ thiện xã hội nhằm góp phần xây dựng quê nhà và xã hội phồn vinh văn minh tiến bộ trong thời kỳ hội nhập. Những tưởng trên lộ trình du tăng khất sĩ thừa hành Phật sự tại nhân gian, hòa thượng còn thác tích lâu hơn nữa để làm lạc hữu tình và bóng đại thụ che mát cho tăng ni Phật tử nói chung và tăng ni hệ phái khất sĩ thành viên trong lòng giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng hòa thượng đã tùy duyên ứng hiện, đến đi vô ngại như cánh nhạn giữa trời không, như bóng trăng in đáy nước. Quả thật ca sa bình bát nay để lại một mảnh chân thân nhập niết bàn, thuyền về bến cũ như muôn thuở, kẻ ở người đi vẫn một lòng. Nhưng sự ra đi vĩnh viễn của đại lão hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với đạo pháp nói chung và tăng ni hệ phái khất sĩ nói riêng thành viên trong lòng giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự mất mát này khó tìm lại được trong kiếp người hữu hạn trong đời hiện tại. Hỡi ôi, người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương, ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình hiền sĩ du phương vô cầu. Song công đức và đạo hạnh của hòa thượng đối với đạo pháp nói chung và chúng sinh vẫn còn sống mãi trong tâm tư của người con Phật Việt Nam và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện tại. Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, cố đại lão hòa thượng quá duyên đã mãn, trong khắp chơi vô biên ngài đang ngao du tự tại, vận thần thông đoan ngự cửu liên đài, xả báo thân chứng nhập pháp thân, siêu tịnh độ không rời quế độ. Do đó
xin giác linh hòa thượng hãy chứng minh và hộ trì cho tăng ni Phật tử Việt Nam bồ đề tâm kiên cố, ý chí kiên cường để hoàn thành Phật sự trên mọi chặng đường tu học hành đạo trong thời hiện đại. Đồng thời xin thay mặt hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này đối với tăng ni Phật tử, tăng già hệ phái khất sĩ Việt Nam thành viên trong lòng giáo hội, và xin nguyện hòa hợp đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có hệ phái khất sĩ thành viên thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, trang nghiêm, ổn định trong lòng dân tộc Việt Nam thân yêu. Thôi, nơi thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt, giác linh đại lão hòa thượng hãy ngao du tự tại nơi bảo tháp trang nghiêm tại tỉnh xá trung tâm và pháp viện Minh Đăng Quang. Xá lợi hòa thượng sẽ được tôn trí cho nghìn thu in bóng Nhất Thế Tôn đã từng quấn thị, hữu quy là pháp vô thường, sớm còn tối mất vô phương vững bền, một khi sinh diệt đã không, Niết Bàn an lạc thông dong tháng ngày. Kính giác linh đại lão hòa thượng quan hỷ chứng giám, xin tiễn biệt đại lão hòa thượng. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quả thật công xuất gia rường cột tứ y, đức giải thoát móng nền bát chánh, để hôm nay quả từ bi tròn chính căn duyên, hoa trí dụng thấm tươi đạo hạnh. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và môn đồ phó quyến, chúng con thành kính cảm niệm tri ân Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Liên tục chương trình là điếu văn của hệ phái khất sĩ Việt Nam, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Giới thay mặt chư tôn đức giáo phẩm thường trực hệ phái đấu trước lên đài đọc điếu văn của hệ phái. Xin quý vị trong môn đồ phá quyến quỳ xuống. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư đại lão hòa thượng, phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính mê bạch chư tôn đức, ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính mê bạch hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính mê bạch chư tôn đức, giáo phẩm Hội đồng trị sự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức, giáo phẩm các cấp giáo hội, chư tôn đức, ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh và quận 2. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, tăng ni hiện diện. Trước giờ cung tiễn kim quang cố đại lão hòa thượng pháp sư đến nơi trà tì, chúng tôi xin đại diện hàng giáo phẩm chứng minh, giáo phẩm thường trực hệ phái thành kính có đôi lời ai điếu, tỏa bày tấm lòng cung kính tri ân đến bậc thầy bậc danh tăng của tăng đoàn khất sĩ. Kính bái bạch giác linh đại lão hòa thượng, hỡi ôi sao băng trăng lặn hoa tàn, đèn thiền dục tắt ngỡ ngàng chiêm bao. Kính nhớ giác linh xưa, căn tánh sẵn đầy, phúc duyên vô lượng, vừa lên tám quy y đầu Phật, hơn 15 năm lập chí xuất trần,
trưởng thành nuôi lớn hạnh chân nhân, được sư tổ truyền trao bát giới, ban pháp hiệu lý quyền thâm cao diễn, giác thế độ sanh, một bát ngàn nhà du quá hoàng dương thơm hạnh nguyện. Nhiên thời nhiếp quá, tam y muôn sứ hành hương xiển giáo, đẹp gương tăng. Những tưởng mãi theo thầy học đạo, nào ngờ bóng ngã về Tây, chim thiền về núi, tổ sư thọ nạn vắng bóng năm tư. Rồi từ đó nương đại tăng thọ giới tỳ kheo, sống đời khất sĩ du phương hoằng đạo, hai lần cùng với chư tôn đức tăng đoàn, san sẻ ngọt bùi lái thuyền từ đến miền Trung, thuyết pháp giảng kinh rạng danh đoàn thế, công đức ấy tăng đoàn ghi tạc. Lại nữa trong buổi đầu mở đạo, ngàn khó vạn nan, nhưng hòa thượng nào quản thành lập giáo đoàn 4, dựng lập đạo tràng khắp miền Đông. Tây Nam Bộ thâu nhận sĩ hiền, đào tạo tăng tài để trở thành hàng ngũ kế thừa, rường cột Phật Pháp làm rạng rỡ tông phong, công đức ấy ngôn từ nào xưng tán. Năm 1964, vận động thành công thành lập Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, mở ra một trang sử mới cho tăng đoàn khất sĩ. Với khả năng lãnh đạo đặc biệt của Hòa Thượng, đại chúng đã suy tôn làm Tổng trị sự trưởng, rồi Viện trưởng Viện hành đạo. Hai nhiệm kỳ được thành tựu chu viên, giữ vững mối duyên trang sử hệ phái, điểm son công đức ấy. Ôi 25 năm dài khắc đậm nhiệm màu quê hương Việt, ôi thâm sâu vô tận, đây núi đây rừng, đây giang sơn cẩm tú, đây vườn đây ruộng, đây trời nước bao la, đây tịnh xá đây đạo tràng, đây những pháp tòa, đây tăng ni đây hội chúng, đây cư gia bá tánh, đây pháp lữ Linh Sơn hiền hòa trang nghiêm trầm lặng. Sau này khi ra hải ngoại, Hòa Thượng cũng như khi ở Việt Nam đánh trống pháp giống chuông từ tỉnh thức. Hơn 30 năm hoằng truyền Mỹ Pháp, Úc Châu, Canada chẳng phải xa gần, Hòa Thượng nói truyền tổ sư, hoằng truyền tổ đạo, xây dựng móng nền cho khất sĩ phương Tây. Công đức ấy tụ vào ngôi pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ thế giới. Dù ở ngôi vị cao trên là pháp sư lỗi lạc một thời, hay pháp chủ Tăng già Khất sĩ hải ngoại, Hòa Thượng vẫn khiêm nhu với chư tôn đức pháp lữ trong ngoài, tạo nên sự hòa kính tương thân, thương tăng ni Phật tử khắp xa gần, không phân biệt tông môn pháp phái. Với tinh thần đào tạo thế hệ kế thừa hoằng dương Phật Pháp, Hòa Thượng vận động giúp đỡ tăng ni du học các nước, thải đều bình đẳng như nhau. Công hạnh ấy, lòng từ ấy, phải chăng là hạnh nguyện Bồ Tát Đại Sĩ Hóa Thân? Nhớ lại những tháng ngày Hòa Thượng về thăm quê hương tổ quốc, thăm lại danh lam tổ tích một thời, hòa chung niềm vui thanh bình của đất nước, mà giờ đây hệ phái môn nhân vẫn còn bồi hồi xúc cảm. Kính bạch Giác Linh
Đại lão Hòa Thượng, công đức đóng góp của Hòa Thượng đối với Phật giáo tăng già khất sĩ Việt Nam và hải ngoại vô cùng lớn lao. Công đức Ngài đóng góp cho nhân quần xã hội khó diễn bày trong vài lời thưa ngắn. Hôm nay thuận thế vô thường, Ngài xả bỏ quyển thân thâu thần thị tịch, để lại niềm kính tiếc vô hạn đối với môn nhân hệ phái. Vẫn biết rằng sanh tử thị thường, khử lai như thị, đã đành đành vậy mà lòng chẳng giận đau. Môn nhân tứ chúng đệ tử hệ phái kính đạo thương thầy, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, tấn tu giới định huệ, phát huệ sanh chơn, viên thành đạo nghiệp. Những cơ sở của Hòa Thượng đã dày công dựng lập, cố gắng duy trì và phát triển, xiển dương đạo pháp, làm cho tổ ấn trùng quang vĩnh lưu hậu thế. Kính bạch Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư, nay công hạnh mãn, Ngài bước lên thuyền giác, 93 năm đời đạo tròn, công đức ghi, hơn 60 năm hoằng pháp, Phật tổ chứng tri, thượng phẩm thượng sanh, sen vàng tọa ngự. Kính nguyện giác linh Ngài thương đời lai khứ, đại từ đại bi tiếp nối sứ mạng, rộng độ quần sanh. Nguyện cầu giác linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư thùy từ chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính bái biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời tưởng niệm của hệ phái khất sĩ Việt Nam. Quả thật hữu hình hữu hoại lẽ thường, hoa đàm tuy rụng dư hương vẫn còn, dù cho sông cạn đá mòn, công lao ghi khắc nét son muôn đời. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với vị ân sư khả kính. Giờ này xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Thành đại diện cho môn đồ Pháp Quyến dâng lời tưởng niệm ân sư. Cảm niệm ân sư của môn nhân đệ tử giáo đoàn 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tát đại chứng minh. Kính lại Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, kính lại Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Ân Sư, kính bạch Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch Chư Tôn Đức Hội đồng Chứng Minh, kính bái bạch Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch Chư Tôn Đức trong Hội đồng Trị sự và Chư Tôn Đức Giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và quận 2, kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị khách quý, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, Chúng tôi xin được thay mặt hàng môn nhân đệ tử thuộc giáo đoàn 4, một giáo đoàn được Hòa Thượng Ân Sư khai sáng và trực tiếp dẫn dắt, bày tỏ đôi dòng tưởng niệm đối với bậc Ân Sư khả kính. Ba tuần trước đây, trong khi những huynh đệ trong giáo đoàn sắp kết thúc khóa an cư ở quê hương Việt Nam, tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, một số huynh đệ khác dự khóa kiết tập
Kiết hạ tập trung ngắn hạn ở hải ngoại Như Lai Thiền Từ, San Diego, Hoa Kỳ. Một số nữa đang an cư tập trung hay an cư tại chỗ, được nghe hung tin ân sư đang trở bệnh. Nhận được hung tin, lòng chúng con bồi hồi khôn tả, tâm trạng cứ nao nao, bất ổn. Tin ân sư trở bệnh thì đã lắm lần, nhưng đâu có lần này tin tức như vậy mà gây nên trạng thái hoang mang, sâu đậm, khắc khoải, khôn nguôi như lần này. Chuyện phải đến đã đến. Hôm sau ân sư nhẹ gót ra đi. Chuyện phải đến, trước sau gì cũng đến. Thế mà chúng con vẫn nghe lòng mình nghẹn ngào đẫm lệ. Ôi, lệ nóng khóc thầy, nghìn xương đầu cỏ, rưng rưng tất lòng trước ân đức mênh mông. Bao nhiêu ký ức hiện về, huynh đệ chúng con sinh vào thời chiến tranh điêu linh loạn lạc. Đứa từ miền Nam, người từ miền Trung, và có người gốc từ miền Bắc xa xôi. Ân sư như chiếc thuyền từ cứu vớt chở che tất cả. Có những đứa trẻ là trẻ mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện, được ân sư đem về cưu mang giáo dưỡng. Có những đứa buồn phiền thế sự, được ân sư khích lệ xuất gia. Lại có những bậc trung niên giác ngộ, được ân sư cho nhập vào hàng đại chúng tăng già. Ân đức ấy nói làm sao cho hết. Có những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, giờ đây đã là thạch trụ của thiền môn. Có những người buồn phiền thế sự, giờ đây đã là bậc trí thức trong nhà Phật. Có những vị giác ngộ xuất gia, giờ đây đã là bậc lãnh đạo tăng già. Không có ân sư khai nguồn dẫn dắt thì làm sao mà có ngày nay thành nhân nên phận. Giờ đây ân sư lại đi xa. May mắn thay cho chúng con, những lời ân sư dạy bảo vẫn còn hiện hữu và mãi mãi hiện hữu trong lòng. Những lời ân sư dạy tuy đơn sơ nhưng chúng con vẫn khắc cốt ghi tâm. Này đồ đệ, lắng nghe thầy chỉ dạy việc tu hành, cố gắng hỡi này con. Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn, hãy vâng giữ những lời thầy dạy bảo. Hoặc ở nơi khác, tu thì phải công phu luyện tánh, quyết một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi đừng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Kính bạch Giác Linh ân sư, vị ân sư mà chúng con xin được gọi là thầy. Thưa thầy, vâng giữ theo lời dạy của thầy, chúng con cần phải cố gắng, phải quyết tâm, phải phủi sạch thị phi theo gương hạnh mà thầy để lại. Những gương hạnh mà thầy để lại thì nhiều lắm, nhiều lắm, chúng con làm sao kể hết. Thầy đã để lại tấm gương ngày đêm tận tụy, tấm gương đơn giản thanh bần và tấm gương từ ái chan hòa. Tấm gương ngày đêm tận tụy, có nhiều đêm con thấy thầy thức làm việc đến 12 giờ khuya, mới 2 giờ sáng mà thầy đã thức dậy và làm việc tiếp tục cho đến hết ngày. Tấm gương đơn giản thanh bần là viện trưởng viện hành đạo, mà nơi ở của thầy chỉ là một cái cốc nhỏ, tường gạch quét vôi, mái lợp bằng lá dừa khi còn ở quê nhà. Sau gần 40 năm ở xứ người văn minh giàu có, là pháp chủ của một giáo hội tăng già, mà nơi ở của ngài cũng chỉ là một ngôi nhà đơn sơ giản dị. Tấm gương từ ái chan hòa, thầy thương yêu cứu giúp cho tất cả những người bất hạnh, những nạn nhân của thiên tai, của bạo lực, của hỏa hoạn, nạn nhân của chiến tranh
hay phạm nhân nơi khám đường ngục thất. Thầy là biểu tượng cho sự giản đơn và bình dị. Chủ trương cuộc đời của thầy là tâm cơ chớ dụng, làm người chớ thâm. Trong khi thế nhân thì muôn hình vạn trạng, cõi nhân thế nhiều cạm bẫy, thế mà thầy vẫn chân chất thân tình, nên cuộc đời thầy vốn vất vả lại thêm những lần vất vả. Ai hỏi đến thì thầy vẫn mỉm cười hỷ xả. Ôi, những tấm gương làm bằng chính cuộc sống thực tế của thầy, chúng con học hoài không hết. Thưa thầy, bây giờ thầy ở nơi đâu? Âm dương như tại thiên thu trong lòng. Phải chăng thầy về trung tâm, cái nôi ấp ủ chúng con nên người? Ngọc hương Vũng Tàu xa xôi, thầy truyền thông điệp sáng ngời đức tu. Ngọc phước Bà Rịa vào thu, pháp âm như thể lời ru mẹ hiền. Ngọc hạnh Hóc Môn đầu tiên, giáo đoàn tự tứ, thầy tuyên pháp màu. Thầy về Châu Đốc Ngọc Châu, khơi nguồn diệu pháp nhiếp thâu đạo tràng. Rồi thầy về bến Kiên Giang, Ngọc Sơn xây dựng mở đàn độ sinh. Ngọc Minh Thủ Đức trọn tình, trảng bom Ngọc Nhẫn nên hình đóa sen. Ngọc Thạnh Ngã Năm nhiều phen, thầy về giả hóa soi đèn bến mê. Ngã Bảy sông nước bốn bề, thầy tạo Ngọc Phụng vỗ về lương dân. Ngọc Hòa Bố Thảo vui mừng, đoàn du tăng đến pháp âm ngọt ngào. Ngọc Hưng Sóc Trăng hôm nào, thầy về khuyến hóa ôi chao tuyệt vời. Gò Dầu Tây Ninh xa xôi, Ngọc Thanh thầy lập gọi mời hiền nhân. Ngọc Thuận Trảng Bàn xuôi dòng, mưa tuôn pháp bảo nhiều lần thầy ban. Dĩ An thầy lập Ngọc An, Bình Đông thầy lập Ngọc Quang êm đềm. Ngọc Điểm Bà Điểm sáng thêm, lái thiêu Ngọc Thịnh làm nên đạo trường. Tân Hiệp Ngọc Tân thân thương, Ngọc Hòa xứ Bưởi thầy vực thường viễn thăm. Nhân duyên của thế xa xăm, thầy đem Phật Pháp truyền sang xứ người. Kali dấu tích để đời, Phật Linh Phạm Vũ rạng ngời Ngọc Sơn. Spokane rồi lại London, Houston rồi lại Carolina, Syracuse Arizona, biển Galveston phương xa đạo tràng. Binghamton thầy bước sang, Úc Châu thầy đến mở mang cõi lành. Về Âu Châu độ chúng sinh, tuổi cao bệnh yếu không đành dừng chân. Cõi đời biển khổ mênh mông, thương đời thầy đã ban ân trọn đời. Giờ này thầy ở trăm nơi, lòng thầy phủ kín đất trời thái hư. Nhập vào pháp giới chân như, trong con thầy vẫn thiên thu hiện tiền. Trong con thầy là vô biên, trong con thầy vẫn thiên liêng sáng ngời. Núi cao biển thẳm ngàn khơi, làm sao sánh được một đời chân tu. Kính bạch Giác Linh thầy, dẫu biết rằng xác thân là vô thường huyễn hóa, dẫu biết rằng có hội ngộ là có chia lìa, nhưng làm sao chúng con không bùi ngùi trước giờ tiễn biệt? Chốc lát nữa đây, ngọn lửa hồng sẽ đưa nhục thân của thầy trở về cát bụi. Nhưng mãi mãi nghìn sao, thầy vẫn là biểu tướng của một đời hy sinh tận tụy cho Phật Pháp, cho môn nhân đệ tử và cho xã hội nhân sinh. Trước giờ phút thiêng liêng, giờ phút cung tiễn kim quang đến đài hỏa táng, đó là giờ phút mà pháp thân của ân sư được hòa vào pháp thân của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng. Tuy xác thân huyễn hóa của ân sư sẽ trả về cho tứ đại, nhưng
tinh thần hoằng pháp quên mình của ân sư vẫn sống mãi trong lòng của chúng con. Tinh thần đó vẫn tiếp tục tỏa sáng để soi đường dẫn bước cho chúng con đi. Giờ tiễn biệt ân sư đã đến, chúng con kính nguyện giác linh đại lão hòa thượng ân sư chứng minh cho chúng con đê đầu thành tâm kính lễ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Toàn thể môn đồ đệ tử nhất tâm đảnh lễ giác linh đại lão hòa thượng ân sư tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức chứng minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử. Năm ngày qua tại Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, được sự quan tâm giúp đỡ của chư tôn đức từ Trung ương cho đến thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tự viện tịnh xá, và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền để buổi lễ tăng được thập phần viên mãn. Giờ này trước khi cung tống kim quang đến đài hỏa táng, xin trân trọng kính thỉnh Thượng tọa Thích Minh Bửu, phó ban tổ chức lễ tang, thay mặt môn đồ phá quyến dâng lên đôi dòng cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban viện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện. Kính thưa quý vị, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, quý ban, cơ quan, chức năng, sở, ban ngành thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, dị phường An Phú, quý Phật tử các đạo tràng. Kính thưa quý vị, tang lễ cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên, giáo phẩm cấp cao của hệ phái Khất Sĩ, Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang, nguyên Viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo hội Tăng già Khất Sĩ Việt Nam, nguyên trưởng Giáo đoàn 4 hệ phái Khất Sĩ, Viện chủ Khai Sơn Pháp viện Minh Đăng Quang tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ, được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang số 505 Sa Lộ, Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 16 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2015. Trong những ngày tang lễ vừa qua, gần 1.000 phái đoàn chư tôn đức và quý vị đã đến kính viếng giác linh, gửi dòng hoa, điện phân ưu, nhất là tham dự lễ truy điệu thụng tống kim quang Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên trà tỳ tại đài hỏa táng Phúc An Viên. Giờ đây lễ truy điệu sắp viên mãn, thay mặt ban tổ chức tang lễ tang, chúng con chân thành đảnh lễ tri ân và cảm tạ chư tôn đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiển Pháp, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Danh Nhượng, Hòa Thượng Thích Giác Nhường, phó pháp chủ, quý chư tôn đức giáo phẩm thường trực, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Ân, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị Hòa Thượng phó chủ tịch thường trực, phó chủ tịch các ủy viên ban thường trực Hội đồng trị sự, ủy viên Hội đồng trị sự ban tăng sự, ban giáo dục tăng ni, ban hoằng pháp, ban hướng dẫn Phật tử, ban nghi lễ, ban văn hóa, ban từ thiện xã hội, ban kinh tế tài chánh, ban kiểm soát, ban pháp chế, ban thông tin truyền thông, ban Phật giáo quốc tế, viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, phân ban ni giới Trung ương, phân ban phân diện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các tỉnh thành, quận huyện trong cả nước, chư tôn đức tăng ni phân ban ni giới Trung ương và các tỉnh thành,
đã đến đặt vòng hoa và kính viếng Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng. Chân thành cảm ơn gia đình Ngài Trương Tấn Sang, gia đình Đại tướng Lê Hồng Anh và Ngài Thượng tướng Tô Lâm đại diện Cục An ninh Xã hội Bộ Công an, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, Cục Hàng không và Cơ quan Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất, quý phái đoàn thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, quý phái đoàn các sở, ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng Nội vụ quận 2, quận Bình Thạnh và các quận huyện, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú sở tại đã đến viếng, kính viếng phân ưu cùng ban tổ chức lễ tang. Chân thành cảm ơn chư tôn đức lãnh đạo các tổ chức Phật giáo trên thế giới đã gửi điện qua phân ưu, hội đồng điều hành và tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Ban giám hiệu và tăng ni sinh Học viện Trung cấp Phật học Cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu và tăng ni sinh các trường trung cấp Phật học các tỉnh thành phố, quý giáo thọ giảng sư và tăng ni sinh các lớp đào tạo trung cấp giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban chủ nhiệm và tăng ni sinh các lớp sơ cấp Phật học, Ban biên tập tạp chí Hoan hóa Phật giáo, Ban văn hóa Trung ương, Báo Giác ngộ, tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, các phái đoàn tôn giáo bạn, Cao đài Hòa hảo Tịnh độ cư sĩ vân vân, chư tôn đức trụ trì và chư tăng ni ở các chùa, tổ đình, thiền viện, tịnh viện, tu viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước đã đến đảnh lễ và kính viếng Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, chư tôn đức tăng ni tại Hoa Kỳ, Úc Châu và các nước, tăng ni du học tại Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, quý phái đoàn các tập đoàn, tổng công ty các ngân hàng, doanh nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp, phân ban gia đình Phật tử, phân ban cư sĩ Phật tử Trung ương và các huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, quý Phật tử các lớp giáo lý, các đạo tràng tu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã đến đảnh lễ Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, quý đài truyền hình Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, đài truyền hình An Viên, báo Giác Ngộ và các báo ở các website đã đưa tin về tang lễ của Đại Lão Hòa Thượng. Chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Sở Công an, Phòng An ninh Xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, quý cơ quan hữu quan quận 2, phường An Phú, quận Bình Thạnh, phường 5, Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng hỗ trợ cho công tác tổ chức đại lễ Đại Lão Hòa Thượng được thập phần viên mãn. Chân thành cảm niệm công đức của chư tăng ni và Phật tử các chùa, tổ đình, tịnh xá và các tự viện, quý Phật tử các đạo tràng vân vân cùng các đơn vị gia đình Phật tử đã hết lòng phục vụ cho tang lễ Đại Lão Hòa Thượng. Chân thành cảm niệm và tri ân công đức toàn thể chư tôn đức và quý vị liệt vị, kính chúc chư tôn đức và quý liệt vị thân tâm an lạc, các tường như ý. Trong suốt thời gian tổ chức tang lễ, ban tổ chức đã cố gắng hết sức mình nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót. Kính mong chư tôn giáo phẩm quý liệt vị niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Môn đồ hiếu quyến chúng con thành tâm cảm tạ tri ân đảnh lễ ba lễ A Di Đà Phật. Toàn thể môn đồ pháp quyến nhất tâm đảnh lễ lễ tạ chư tôn đức giáo phẩm tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đạo tràng
đã dâng lên lời tưởng niệm ai điếu cũng như lời thương tiếc đối với Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên. Kính bạch Chư Tôn Đức, có quyển sách nào lại không đến trang kết cuộc, dù luyến lưu cho mấy cũng đến phút chia tay, dù bệnh rịnh bao nhiêu cũng đến giờ ly biệt. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nhục thân của Đại Lão Hòa Thượng sẽ tắm ánh lửa hồng trở về cõi chân không tịch tịch. Để tiễn biệt Hòa Thượng lần sau cuối, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng khởi thân niêm hương, sau đó cử hành nghi lễ di quang cung tiễn kim quang. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Hôm nay ngày mùng tháng 7 năm Ất Mùi, tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức giáo phẩm hệ phái, các ban ngành viện trung ương giáo hội hiệp cùng môn đồ tứ chúng cùng thiết trai nghi, dân hương cúng dường thập phương tam bao, chuyên vì di quang hòa tán nhục thân Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Giác Hà Nhiên. Ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo thì từ chứng minh gia hộ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Muôn pháp không thường còn, người sanh ác có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phục hiện, thác bền sông không bền, người đời ai cũng chết, chết mục tiêu của cả đời, đúng ai lời Phật dạy, kiếp sống trong ngăn ngủi, chết thật lại chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tử đại, nhìn xem thể phách hoài, xác như gỗ mục hư, tánh thành tình chân như niết bàn vô sanh diệt, một nguyện lễ kinh như lai, hai nguyện xưng tán công dạy Thế Tôn, ba nguyện tu phước cùng dường,
bốn nguyện sám hối nghiệp vướng tôi trần. Năm nguyện tùy hỷ công huân. Sáu nguyện thịnh chuyển pháp luân độ người. Bảy nguyện thịnh Phật ở đời. Tám nguyện học Phật tùy thời phát minh. Chín nguyện hoằng thuận chúng sinh. Mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Nguyện sanh nguyện về tình độ nước nhà. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa khai ngộ pháp vô sanh. Bậc thôi Bồ Tát bàn lành giữa nương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni hoan hỷ dời ra phía trước. Xin quý vị vào vị trí để chuẩn bị cử hành lễ di quan.